nhân cha và con là tại cha chúng con ở trên trời, cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho các hẳn linh hồn nên chung nghỉ ngơi. Là Chúa Giêsu, chúng con hôm nay đón nhận một ca bệnh mới là Đặng Văn Lợi, 63 tuổi, quê ở An Giang. Người anh em này bị bệnh nan y, có 6 chứng bệnh trong này. Và có sư thầy Huệ Hiền, trụ trì chùa Vĩnh Hào Hòa ở tỉnh An Giang, đưa người anh em này về với chúng con để được chữa lành. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho người anh em của chúng con là Đặng Văn Lợi, để với ước mong rằng khi bệnh nhân này được mạnh khỏe trở về quê hương để tôn thờ Đức Phật mà anh đang tôn thờ và phụng sự cho chồng sớm láng giềng đó. Cha cũng cầu mong cộng đồng mạng cầu nguyện cho anh Lợi để anh được mau mạnh khỏe. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời mọi người ngồi xuống. Chúng con xin kính chào sư thầy. Hôm nay chúng con tiếp nhận một bệnh nhân mới, mà làm sao bệnh nhân này biết được ở đây? Làm sao con biết được ở đây? Quen cậu nhờ ha, cậu nhờ đang trị bệnh ung thư gan đây phải không? Có nghe cậu nhờ bớt chưa mà đi? Còn con đã đi nhiều bác sĩ chưa? Bệnh của con tới 6 chứng bệnh là ung thư hạ hông, hạ họng, viết chữ khó đọc quá, nhân thùy giáp, vôi hóa, axit uric cao 7.63, cao huyết áp, thiếu máu cơ tim. Nói tóm lại là con vừa ung thư nè, con vừa bị gút nè, con vừa cao huyết áp nè, con vừa thiếu máu tim nè ha. Tóm lại bệnh con đi chết rồi đó, chứ bệnh này đâu có đi sống được nha. Mà bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy ha, ung bướu ha, đã thông báo cho con vậy ha. Thì mà theo nguyên tắc đó con, thì cái bệnh của con là không còn thuốc chữa, tức là ở về phía Tây y là không có thuốc chữa con. Còn về phía thuốc Nam thì hiện tại ở đây cha đang chữa bệnh nan y, là bệnh như con vậy nè, là cha đã chữa cách đây là 1 năm rồi, cho đến hôm nay là 1 năm rồi. Thì cái kết quả tỷ lệ của người bệnh như con là rất là cao, tức là kết quả hết bệnh rất là cao. Dĩ nhiên thì có những người đến đây vì yếu sức quá rồi chữa không kịp chết nha. Còn có những người đến đây chữa là hết bệnh là nhiều, tỷ lệ rất là cao. Và cái cách chữa bệnh của cha, như là con bên đạo Phật thì con biết cái vấn đề ăn chay rồi ha. Thì cái cách chữa trị của cha ở đây là toàn bộ là những cái thứ mà con cho vào cơ thể con là tất cả phải được nano hóa hết. Có nghĩa là con ăn từ hôm nay đến ngày con hết bệnh, con ăn cũng phải là ăn thức ăn bằng nước, rồi con uống cũng phải thức uống bằng nước, chứ không có bằng, thí dụ như con đi bệnh viện thì con uống thuốc, thì con bỏ viên thuốc vô miệng con uống. Rồi khi con ăn thì con ăn những cái thức ăn động vật, nó khi vào cơ thể con là nó không nano, thức ăn không nano, do vậy mà nó sẽ tạo ra axit uric, hay là nó làm cho đường huyết của con cao, cho nên con cao huyết áp, rồi nó
nó động lại những cái chất vôi trong cơ thể con, rồi cuối cùng nó còn làm cho con bị ung thư cái họng của mình nữa ha. Vì thế cái Tây y không cứu con được là bởi vì Tây y không có một cái cơ sở trị bệnh nan y bằng nano, mà họ trị bằng những cái thức ăn không nano. Do vậy mà hãy ung thư bao nhiêu là chết bao nhiêu. Bao nhiêu người ung thư thì bao nhiêu người đó sẽ từng bước đi chết, chứ không sống được. Do bởi họ không có cái công nghệ trị bệnh, họ chưa có thấu hiểu được cái công nghệ nano của cha. Do vậy mà họ trị con không hết bệnh. Vậy thì hôm nay con được đến đây trị bệnh rồi, thì cha nói mấy chuyện cho con nghe. Ở đây cha nhận bệnh con cha trị nhằm hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là cha cứu con. Nghe cho kỹ ạ. Nha. Mục đích một là cha cứu con. Mục đích thứ hai là cha muốn cho con phải sửa mình sau khi con hết bệnh. Đó là hai mục đích chính của cha. Một là cha muốn cứu con để cho con còn cơ hội con ăn năn sám hối, con sống tốt hơn. Vì cha không muốn đứng nhìn con chết. Đó là mục đích một. Mục đích thứ hai là cha không có muốn đứng nhìn con ăn chơi, ăn động vật. Cha không muốn con đi sai đường. Vậy là đó là hai mục đích mà cha muốn nói rõ cho con ngày hôm nay. Một là cha không muốn nhìn thấy con chết. Hai là cha không muốn nhìn thấy con là ăn động vật, đi sai đường. Đó là hai mục đích mà cha muốn nói cho con hôm nay. Còn lại bốn cái mục đích phụ đó. Nhiều người nói với cha rằng: cha ơi, cha là người Công giáo, cha trị bệnh như vậy là cha cho người ta vô đạo luôn cha. Rồi cha ơi, cha trị bệnh như vậy là để cho cha phải cho người ta khen cha. Tất cả những mục đích đó là cha không nhầm. Thứ nhất là cha không có quy tụ con trở lại đây, trở về đây để lập đạo. Cái đó cha bác, cha không có quan trọng cái chuyện đó. Chuyện đó không có trong đầu của cha. Điểm thứ hai là cha trị bệnh cho con để con khen cha giỏi hay tài. Cha không ham ba chuyện đó. Bản thân cha giỏi hay dở tự cha biết. Người đời tung hô cha giỏi hay dở tự cha, tự người ta nói. Vậy thì tất cả mọi người khuyên cha trị bệnh, một là trị bệnh xong rồi rửa tội cho người ta, đó là điều cha cấm kỵ. Điều thứ hai, cha trị bệnh rồi cha phải kêu người ta khen ngợi cha, đó là điều cha cấm kỵ. Điều thứ ba, cha trị bệnh cho con rồi thì con phải cho cha chút đỉnh tiền, đó là điều cha cấm kỵ. Ba điều đó là ba điều không có trong đầu cha. Mà nếu ai có nói những điều đó với cha là người đó mãi mãi cha sẽ không bao giờ chữa bệnh cho người đó. Vậy cha nhắc lại cho con nghe, cha trị cho con với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là cha không muốn nhìn thấy con chết mà chết oan uổng như vậy. Mục đích thứ hai là cha không muốn nhìn thấy con ăn động vật một cách vô độ, vô lượng, một cách đó là thỏa chí tội lòng. Cha không muốn thấy điều đó. Cho nên sau cái cơ hội chữa bệnh này, con được mạnh khỏe lại, con trở về nhà, con phải sửa mình trở lại. Con phải ăn chay trường theo đạo Phật của con nha. Còn bên đạo cha là ăn cây cỏ mà hạt giống. Mà bên đạo cha giờ cha nói thiệt, thú rùm hết rồi. Thú rùm hết. Cha nói thú rùm là con biết thú cỡ nào rồi đó. Bây giờ là từ Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y, Đức Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ, Nam Nữ, Giáo Dân. Ăn từ con gì ăn được là ăn. Mà trong khi đó Chúa đâu có cho ăn. Con coi vậy đó, cha có thể nói được cái chữ thúi rùm rùm chứ. Cha không hiểu cái đạo gì kỳ cục chứ. Chúa dạy như vậy, Chúa dạy mình không được ăn động vật, mà những người thi hành lời của Chúa lại cho phép ăn động vật.
Đó là cha nói gì đạo Công giáo hư thúi như vậy đó. Còn bây giờ qua bên đạo Phật cũng hư thúi, không thua gì đạo Công giáo. Ông Phật ông dạy là không được sát sanh hại vật. Vậy mà giờ nó chia ra hai phái, Nam Tông Bắc Tông. Nam Tông là ăn mặn, Bắc Tông là ăn chay. Chay kỳ, chay ngày, chay trường, chay tháng, chay năm. Nó chia ra. Mà trong khi ông Phật cũng dạy là không được sát sanh hại vật. Ông dạy rõ như ban ngày vậy đó. Mà con cái ông nó chia ra Nam Tông ăn mặn, Bắc Tông ăn chay. Ủa ông có dạy ăn chay nào đâu? Phật đâu có dạy ăn chay. Ông Phật dạy không được sát sanh. Mà đã mình nghe cái chữ không được sát sanh thật, đồng nghĩa mình không được ăn nó. Có đâu mà suy ra ăn chay trường, chay kỳ, chay ngày, chay tháng, chay năm. Tóm lại đạo Phật thú rùm rùm, y như đạo Công giáo vậy. Giờ cha không biết có đạo nào tốt hơn. Cha thầy không thấy có một tôn giáo nào tốt. Cho nên không có tôn giáo nào cho rằng mình là đạo hết. Tôi là đạo Phật, tôi là đạo Chúa, tôi là đạo Cao Đài, tôi là đạo Hòa Hảo, tôi là đạo Tinh Lành. Tất cả người ta gọi là tôn giáo chứ không phải đạo con. Đạo là đường đưa con người ta đến một cái chân lý vĩnh hằng. Đạo là đường đưa con người ta đến một cái chân lý mãi mãi không sai lầm. Vậy thì đạo đó là gì? Đạo đó là ăn cây cỏ mang hạt giống. Chứ đâu có chuyện mà ăn chay trường, chay kỳ, chay ngày, chay tháng, chay năm. Đâu có chuyện là ăn Nam Tông, ăn Bắc Tông. Đâu có chuyện mà như đạo Công giáo là con gì cũng ăn. Đó đâu phải là đạo. Đạo có nghĩa là đường. Mà đường đưa người ta đến một cái cõi vĩnh viễn không bao giờ sai. Vậy cái con đường đó là gì? Con đường đó là, một là ăn cây cỏ mang hạt giống, hai là buông bỏ của cải vật chất, ba là yêu thương và cho không như cha đây nè. Như cha đây nè, cha đã kêu gọi cái con đường này cách đây là 5 năm rồi. Đạo Công giáo nó đâu có nghe lời cha. Nó có 21 thế kỷ rồi, nó cho là cha con nít. Sai. Bây giờ đó, đổ bể ra rồi, giờ cha không biết làm sao cho trúng. Bây giờ 21 thế kỷ qua, bây giờ ở bên Mỹ bây giờ là ấu dâm trả tiền không nổi. Các linh mục ấu dâm trả tiền không nổi. Rồi con cái của đạo Công giáo bây giờ vô đây trị bệnh mà còn hư thúi bị đuổi nữa. Cha mới đuổi hôm một ca 9 giờ đêm. Đạo Công giáo 9 giờ đêm hôm cha đuổi. Hư thối nói không nghe, hư thối nói không nghe. Mà đã mang một cái căn bệnh chết rồi mà tới đây nói còn không nghe nữa thì đạo nào mà nói nó nghe con. Con ơi, sư cô có nghe cha nói không? Sư cô ơi, đừng có bao giờ mình tưởng mình dạy nó nghe sư cô à. Nó mang một cái xác mà mang án tử đến đây rồi mà cha dạy nó từng bước, cha cứu mạng nó mà nó còn không nghe. Mà sư nghĩ sư tụng chừng nào cho nó nghe. Vậy cha nói lời với con, hôm nay con đến đây con có hai cái mục đích thôi. Thứ nhất là con muốn sống nha. Thứ hai là con muốn trở thành người tốt. Phải vậy không? Con có hai cái mục đích thôi con. Một là con muốn sống tiếp. Hai là con sau khi con bệnh con sống lại rồi con muốn làm người tốt hơn. Vậy con phải giác ngộ ngay chỗ này. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, các thầy, các cha ở đây dạy con cái gì cũng làm cái đó. Để con còn cơ hội được sống và con còn cơ hội để ăn năn sám hối mà sống cho tốt hơn. Và cha nói cho con nghe, với cái bệnh của con này, thế giới nó chạy con rồi. Hiện nay là trên thế giới nó chạy con rồi. Không có bác sĩ nào mà nói là chữa cho con sống được. Có chăng là cha đây con. Con nghe cha nói cho kỹ. Khoa học thế giới nó chạy con rồi. Có chăng là cha sẽ chữa cho con sống lại đây.
Nhưng cha nói cho con biết rằng cha chữa bệnh không phải vì cha muốn con vô đạo Thiên Chúa. Cha chữa bệnh không phải vì cha muốn con khen cha. Cha chữa bệnh không phải vì cha muốn con là ca tụng cha. Cha dẹp hết ba chuyện. Con đạo nào cha không quan trọng. Nha. Cha quan trọng là sau khi con hết bệnh rồi, con đi cho đúng đường là ăn cây cỏ mang hạt giống, nghĩa là ăn chay trường. Và con phải buông bỏ của cải vật chất. Và con phải có một đời sống yêu thương và cho con. Điều đó là điều cha mong mỏi lên đây con. Mà điều đó là điều là đạo đó con. Đó là đạo. Con ăn cây cỏ mà hạt giống có nghĩa là con ăn chay trường, có nghĩa là từ nay con dứt khoát với tội. Con không có đụng tới động vật nữa là con dứt khoát với tội. Mà Phật dạy con là không được sát sanh. Mà tối ngày con cầm dao con chặt đầu mổ họng nó không mà. Ngày hôm nay con bệnh là chuyện bình thường, có gì đâu lạ. Trong khi thầy của con dạy con là không được chặt đầu sát sanh đó. Mà từ đó tới giờ 63 năm con cầm cái dao, con gặp con tép là con lắc cái đầu, con gặp con chó là con cắt cổ, con gặp con vịt là con chặt chân đó, con gặp con bò là con mổ bụng đó. Con nghĩ cái con là ai mà con không bệnh? Trong khi thầy chí thánh của con là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy con không được làm chuyện đó. Con nghĩ sao mà con không bệnh? Rồi bây giờ con tới đây cha chữa bệnh cho con mà con còn không nghe lời cha nữa thì thần thánh tiên Phật gì chữa cho con chứ ai mà chữa nổi? Ở đây cha chữa bệnh cho con nhằm mục đích cha không muốn thấy con chết. Cha cũng không muốn thấy con là người hư thối sau khi con làm bệnh. Đó là hai cái mong mỏi của cha. Sư cô phải ráng nhắc nhở Phật tử của mình nha. Đây là hai cái mong mỏi của cha mà cha mong mỏi. Và hai cái mong mỏi này tôn giáo nào cũng mong mỏi hết, chứ không phải một mình cha tường mong mỏi. Sư cô phải nhớ điều này cho kỹ. Vậy nha. Vậy từ hôm nay trở đi, cha không dạy con tại sao con bệnh, bây giờ con phải làm sao để hết bệnh. Cái phần tại sao con bệnh, bây giờ làm sao để hết bệnh, ban diện trẫn này sẽ dạy con mỗi sáng. Phải dạy con mỗi sáng. Vì đến một cái giai đoạn này cha không còn đủ thời gian để ngồi dạy cho con nghe nữa. Vì cha đã dạy một năm nay rồi. Cha đã dạy một năm nay rồi. Bây giờ cha chỉ nói rõ cái lập trường của cha cho con là cha cứu con là vì cha không muốn nhìn thấy con chết. Cha cứu con là vì cha không muốn nhìn thấy con là người sai được. Có hai điều đó mà cha chấp nhận để cứu con thôi. Chứ nếu cha không vì hai mục đích này này, con với cha không có bà con, không thân thuộc, không cùng chung huyết thống, hắn nè, không cùng chung một dòng máu, anh em, cha không cứu con. Nhưng mà vì hai cái mục đích này, nhất định con phải là người thân của cha. Dù con ở đâu, dù con ở xứ nào, dù con ở tỉnh nào, cha vẫn cứu con. Nhưng ngược lại, con sai lời cha thì nhất định cha đuổi con tức khắc, không có nói là giờ phút nào. Khi cha phát hiện ra con sai cái điều đó, cha đuổi liền. Cha nói trước, mít lòng trước nặng lòng sau. Hôm nay con sẽ làm một cái giấy như thế này nha, để cam kết với cha là nếu con sai là cha sẽ đuổi con này. Con hiểu vấn đề rồi chứ gì. Ông nhờ phải thông báo cho anh em của mình thêm nha. Rồi ăn như thế nào, uống như thế nào, ngủ nghỉ ra làm sao, ông nhờ phải có trách nhiệm, phải hướng dẫn. Đàn anh đi trước hướng dẫn đàn em nha. Chứ đừng để vô mấy bữa rồi hư thúi rồi cha cấm luôn cái vùng đó không được tới chữa bệnh. Hồi sáng cha có nói rồi, cha cấm ông cha huynh không cho dẫn con chiên tới hư thúi, cha cấm rồi. Ở đây cha không có thời gian để mà cha nhận con vô đây cha chữa bệnh. Đó là lòng từ bi của cha. Cha nói cho con nghe, biết rằng đi tu là sửa mình, nhưng mà con vô chùa mà con làm sai luật, sư trụ trì đuổi con không? Đuổi không? Vẫn đuổi như thường. Biết rằng nó vô đây nó sửa mình đó, nhưng mà nó sai là phải đuổi nó, chứ đâu phải nó sai rồi không đuổi. Đuổi cho người khác tốt hơn. Phải vậy không nè? Đuổi cho người khác tốt. Và cha không có, khi con sai một cái điều lệ của cha rồi là cha không có còn bà con thân thuộc hay là huyết thống nữa, hay là vì cứu con hay là gì muốn con sửa mình. Cha đã nói hết những gì cha có nói ngày lần đầu tiên cha gặp con, cha nói hết. Vậy thì đến khi mà con sai rồi thì cái lời nói của cha là nó là một con dao hai lưỡi, nó linh nghiệm, nó sắc bén như dao hai lưỡi. Nó linh nghiệm ở chỗ nào?
Khi con sai là ứng nghiệm lời cha đuổi liền. Đó là linh nghiệm. Và nó sắc bén ngay chỗ nào? Là khi con nghe lời cha theo cái đường hướng này, theo cái pháp đồ này, thì nó sắc bén ngay chỗ là nó sẽ cứu được con. Nó là như thế. Cho nên cái lời của cha là nhất định sẽ linh nghiệm và sắc bén như dao hai lưỡi vậy. Nếu con sai lời của cha là linh nghiệm tại chỗ đuổi liền. Còn nếu con nghe lời của cha nó sắc bén chỗ là khả năng cứu con cao đó. Tỷ lệ mà để bảo vệ mạng sống con rất là cao. Và cha nói thì điều đó thì cha đã cho ra đời rất nhiều ca năng y rồi. Cho nên cái tỷ lệ mà cha cứu con rất là cao. Người anh em của con đang ngồi ngay cái vách đó, chuẩn bị xuất viện đó, là ung thư đó, chuẩn bị ra về với một con người mạnh khỏe đó. Con không cần phải nhìn những người khác, nhìn cái người anh em của con đó là con biết. Đó là cha khuyên con vậy. Cha khuyên con kế tiếp. Còn những cái lời dạy bảo hằng ngày thì mỗi sáng ban viện chẩn sẽ dạy con. Cho nên lời của ban viện chẩn bây giờ sẽ có giá trị trong cuộc đời chữa bệnh của con nha. Sẽ có giá trị lắm. Bây giờ cha nhắc con tiếp. Không có tự nhiên mà sư cô này dẫn con về đây. Người ta có chùa thiền, có công ăn việc làm, có giờ tụng kinh, có giờ niệm Phật, có giờ đi riêng tư của người ta. Mà người ta bỏ hết tất cả những gì người ta có thể bỏ được để người ta chọn cái cứu người là đưa con về đây. Con phải sống như thế nào cho đáp lại cái tình thương đó. Nếu như hôm nay mà không có sư thầy ngồi ở đây thì mạng sống con đâu có dễ gì mà con giữ lại được. Mà nếu không có sư thầy thì cha đâu có biết con là ai mà cha nhận con. Cho nên cha nói cho con biết, từ hôm nay con trở về quê nhà của con phải coi Đức Phật là một đấng cứu nhân độ thế trong cuộc đời của con, ít nhất là trong đời con. Và con phải coi các tăng ni đó là những người mà gọi là ngôi báo thứ ba. Cái ngôi báo thứ ba đang cứu con đó. Ngôi thứ nhất là ngôi Phật, ngôi Pháp và ngôi Tăng. Cái ngôi báo thứ nhất là Phật, ngôi báo thứ hai là lời của Phật, và cái ngôi báo thứ ba là tăng ni. Hôm nay có một sư ni đang ngồi đây dẫn con đến đây để cứu mạng con. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, con phải tôn trọng Đức Phật và các tăng ni của con cho đàng hoàng. Đó là điều cha mong mỏi nha. Tiếp theo, cha cũng cảm ơn mà sư cô này đã bỏ tất cả vì lòng từ bi chúng sanh. Cha cảm ơn sư cô rất là nhiều và cha tán thán sư cô. Và sư cô cũng vì lời của Phật mà sư cô ngồi ở đây. Cho nên cha nhắc nhở sư cô một chỗ là ngang qua người bệnh này, sư cô phải cảm ơn người bệnh. Vì ngang qua người bệnh này mà sư cô thể hiện rõ cái lòng từ bi của mình. Phải nè. Ngang qua cái người bệnh này mà sư cô lại thể hiện rõ cái lời Phật trong lòng của mình, trong trái tim của tôi. Lời Phật được ứng nghiệm trong trái tim của tôi là cứu độ chúng sinh. Và cảm ơn cái người bệnh, nhờ người bệnh đó mà lời Phật được ứng nghiệm rõ ràng trong trái tim tôi là cứu độ nhân sinh như thế này. Cho nên sư cô cũng phải cảm ơn người bệnh nha. Đó là cái nhiệm vụ của sư cô. Và sư cô còn ba nhiệm vụ phải làm. Cha nhắc nhở sư cô ba nhiệm vụ phải làm. Thứ nhất, sư cô trở về chùa của mình phải loan truyền cái tin cho Phật tử. Sư đã phát hiện ra một nơi để chữa bệnh mà chúng con mắc phải bệnh nan y, chúng con phải mang cái chết đi theo. Thì sư đã tìm ra được một cái chỗ để chữa bệnh. Đó là sư cô phải loan truyền cho các Phật tử biết, cho cái vùng sư cô ở biết. Điều thứ hai là gì? Đạo Phật trong trái tim tôi, lời Phật trong trái tim tôi, lời cứu độ chúng sinh còn canh cánh bên lòng của tôi, còn văng vẳng đâu đây trong tay tôi. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, Phật tử nào mà mang căn bệnh nan y thì tôi là ngôi báo thứ ba, tôi phải đưa người Phật tử của tôi về đây. Sư cô có làm được chuyện này? Chắc chắn làm được.
chắc chắn phải làm vậy. Vì lời Phật trong trái tim, Đức Phật trong lòng tôi, và tôi là đại diện cho Đức Phật, tôi là ngôi báo thứ ba. Như vậy bất kỳ một Phật tử nào bệnh tật, tôi phải cõng về tới đây. Đâu phải cha Tường ruồng bỏ đâu. Cha Tường đâu có bỏ một người nào. Bỏ hay không là sư chứ đâu hả cha. Đổ thừa cha bỏ đâu có được. Cha ở đây là cha không muốn nhìn thấy chúng sinh chết, cha không muốn nhìn thấy chúng sinh phải hư thối. Vậy cha nhắc sư cô ba chuyện. Một là sư về sư thông báo cho tất cả các Phật tử trong chùa của cô và các chùa lân cận rằng sư đã tìm ra được một nơi để chữa trị nan y cho chúng sinh, cho chúng con. Và điều thứ hai mà sư loan báo là sư là đại diện cho Đức Phật, là ngôi báo thứ ba, là tăng ni. Bất kỳ một Phật tử nào mà sư thấy được, sư đều cõng về đây để cho cha chữa trị. Đó là hai điểm sư phải làm. Một điểm thứ ba là sư cô phải bảo vệ cái chỗ này để cứu độ Phật tử của sư cô. Cái nơi này giờ đây sư cô phải coi nó là nhà của mình, chứ không phải là cái chùa giờ đây là nhà nữa, mà nơi này mới là nhà. Vì cái chùa của mình mà cứu được người thì sư cô không cần phải đến đây. Sư cô có đồng ý chỗ này không? Vậy từ nay trở đi sư cô đừng nghĩ cái chùa đó là nhà tôi, mà cái chỗ này mới là nhà của tôi. Vì cái chỗ này là cái chỗ mà tôi làm cho lời Phật được vang dội trong lòng mọi người, là cứu độ chúng sinh. Cha nhắc lại ba chuyện sư cô phải làm. Một là sư phải loan truyền cái nơi này chữa bệnh cho các Phật tử trong chùa và các chùa lân cận. Điểm thứ hai, sư cô phải cõng từng Phật tử một về đây để chữa bệnh, vì mình là ngôi đại diện cho ngôi báo thứ ba. Điểm thứ ba, giờ đây không phải chùa là nhà của tôi, mà nơi này mới là nhà của sư cô này. Vì nơi này là cái nơi mà tôi thể hiện được lời Phật trong trái tim tôi. Cha nói vậy có đúng không? Sư cô trả lời có nên làm những điều này. Cha là nguy hiểm quá tấm lòng, trên thể nguyện tất cả lòng thành của cha vừa nóng. Dạ, mô Phật. Hãy cố gắng. Mô Phật. Dạ, nguy hiểm hãy cố gắng đã làm cho cha vừa nằm mến, vừa nói là nguy hiểm nghe. Mô Phật. Dạ, nghe tiếp thu được. Mô Phật. Dạ. Nghe tiếp thu được ha. Rồi, như vậy là những điều mà cha đã dạy dỗ, cha đã cân nhắc, cha đã dạy dỗ cho bệnh nhân rõ ràng như vậy đó. Và có một điều mà cha nói cuối cùng là mọi người phải trở về với một con người thay đổi, ăn cây cỏ mang hạt giống, bên đạo Phật gọi là ăn trái trường, và phải yêu thương và cho không, mà bên đạo Phật gọi là từ bi hỷ xả. Đó là điều mà cha đã cân nhắc, cha đã dạy dỗ, cha đã an ủi, cha đã động viên, cha đã khích lệ, cha cân nhắc để cha mở ra cái phòng khám này. Cha đã an ủi từng bệnh nhân một. Trước khi ra khỏi phòng khám là hết bệnh trở về, cha an ủi từng bệnh nhân một. Cha dạy dỗ bệnh nhân trước khi vào đây, trước khi nhận bệnh, trước khi được khám bệnh, cha đã dạy dỗ từng lời một. Nãy giờ cha đã nói xong. An ủi, cân nhắc, dạy dỗ, khuyên bảo hết lòng của cha. Cuối cùng, cha mong rằng tất cả mọi người, từ lương y, từ ban viện chẩn, từ sư thầy, từ bệnh nhân, từ tất cả mọi người, đó là những lời chân thành mà cha gửi tới. Hãy cố gắng sửa mình, giúp nhau sửa mình. Đừng có tưởng rằng là ngày mai này tôi gặp cha Tường, không có dễ gặp cha đâu, không có dễ gặp được cha đâu. Và đối với cha, phải sửa mình thì mới tới gặp cha được. Không phải đơn giản mà tới gặp cha được. Hãy sửa mình trước đi. Vì cái gặp cha là gặp qua cái lời cha giảng dạy, lời cha cân nhắc, lời cha dạy bảo tất cả những lời đó đó. Thì đó là gặp được cha đó. Rồi sửa mình đi, rồi đến với cha. Còn tất cả những bệnh nhân thì phải có người dắt về để mà dạy dỗ, để khuyên bảo con cái của mình. Vì đây là bệnh lớn. Nha. Rồi đó là những lời cha nhắc nhủ rồi. Còn cái mà cụ thể ăn cái gì, uống cái gì, ngủ cái gì, nghỉ làm sao, thì đó là ban viện chẩn sẽ dạy con. Nha. Rồi, bây giờ còn cái phần làm giấy. Thì
cha đã ký hai cái tờ đơn trong này rồi. Đây là một cái tờ cha ký đây ha. Cha ký quyết định là cha nhận bệnh, hiểu chưa? Đây là một cái tờ đơn là cha đóng một cái mộc vô đây. Yêu thương và cho không, cha Phêrô Nguyễn Nhân Tường ấn ký. Như vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, con chữa bệnh không phải tốn tiền. Lời của cha đang nói, chữ đỏ đỏ đó, đó là lời của cha nói đây. Và cái chữ ký của cha là cha quyết định cho nhận con đây nha. Và trong cái giấy này, con hãy nhớ rằng khi con vô đây chữa bệnh, có một cái lời cam kết trong này là chết không được thưa kiện. Con hiểu chưa? Chút nữa thầy Thanh và sư cô và bệnh nhân sẽ đến phòng để mà làm lại hồ sơ này. Và cha đã làm tới đây là được rồi nha. Cha đã làm tới đây là rõ ràng như ban ngày rồi nha. Thì giờ tiếp theo đây là ngồi ở đây để ký tên tiếp tục nha. Rồi còn ai ý kiến gì không? Thì đó là cha đã nhận bệnh rồi đó. Đó là cha đã nhận bệnh rồi. Cái sư thầy có ý kiến gì không? Là đúng rồi ha. Rồi tất cả mọi người chúng ta cứ vậy mà lên xuồng chữa bệnh nha. Lên xuồng chữa bệnh cho đến ngày hết bệnh rồi về. Còn tiền là con chỉ đóng tiền phòng, tiền nhà trọ, mua một cái son nấu cháo vô trong phòng trọ. Thì không có phải là điện thoại iPhone hay là truyền hình 30 inch. Ở trong đó có cái giường nằm thôi, để ăn năn sám hối nghe con. Ở trong đó không phải chỗ hưởng thụ, mà nơi đó là nơi ăn năn sám hối. Ngày mai này cha cho ra ngoài ruộng, ở nhà lá, ở ngoài đồng, ngoài ruộng như vậy, để ăn năn sám hối. Chứ cái bệnh của mình là cái bệnh phải trông đợi vào Thượng Đế an bài. Chứ con đừng tưởng rằng thuốc thang mà có thể cứu con được. Ở đây cha chữa bệnh cho con miễn phí, chỉ có cái tiền phòng trọ con phải trả nha. Còn con ăn uống thì 10kg gạo là 3 tháng rồi, 10kg gạo là mình đã hết bệnh rồi. Ông nhờ ăn được mấy ký gạo rồi? 5kg. Hả? Được 5kg chưa hết thầy. 5kg chưa hết mà nay nghe nhẹ chưa? Nhẹ. Nay con khẳng định với cha con khỏe được mấy 10% rồi? Được 50% rồi. À vậy thì còn 5kg nữa con về ha. Ừ, rồi. Vậy nghe, con theo người anh em của con mà con hỏi nha. Rồi bây giờ cha giao lại giấy tờ này cho ban viện chẩn ký tên nha. Ký tên với sư thầy. Cho sư thầy với bệnh nhân ký tên với ban viện chẩn ký xong. Có người nào đi theo nuôi không? Em ruột hay là con? Con ruột mà nó út, em út. Con của ông bệnh. Vì nếu có một người anh em nuôi là không nên nha. Phải con ổng nuôi ổng mới được. Con. À, con nuôi mới được. Còn nếu em ổng nuôi ổng là sẽ có ngày con ổng nó thưa chết. Sư cô phải nhớ kỹ chỗ này khi mình dắt bệnh đi. Ổng không vợ không con mình tính khác. Còn ổng có vợ có con thì một là vợ nuôi, hai là con ruột nuôi. Còn anh em bên ổng nuôi bác, hay là anh em vợ nuôi bác, gì trâu sống không ai cầm cả, trâu ngã thiếu gì kẻ cầm dao. Nó làm khó mình dữ lắm. Trong cái nội dung mà ký tên đó là trong quá trình con điều trị bệnh, nếu xảy ra chết chóc con không được thưa kiện cha, ban viện chẩn hoặc là sư thầy. Và cuối cùng lời cha nhắn gửi sau cùng: ngày hôm nay con tìm được đến đây để chữa bệnh, đó là cái phước đức của con còn. Nếu như mà con không được đến đây chữa bệnh mà con ở nhà con chết, bản thân của con thì không có buồn, nhưng mà vợ của con gái con, cháu chắc con hối hận đó. Vì tại sao còn một chỗ chữa như vậy mà mình không đưa ba mình đi tới đây được? Mà ngày hôm nay con được đến đây rồi, mà giả dụ bản thân con mà chữa không hết bệnh mà con chết,
vợ con cháu con của Phật không hối hận. Vì nó nói với nó rằng, nó nói với lòng nó rằng, nó đưa ba nó tới nơi rồi. Con hiểu chưa? Còn nếu mà chữa con sống lại được thì con cái con vui mừng hân hoan vô cùng. Mà nếu chết nó cũng vui mừng hân hoan vì nó đã đưa con đến một cái nơi gọi là cái nơi cao cấp nhất trong cái chữa bệnh này, cái bệnh nan y này, thì cha khẳng định với con là đây là nơi cao cấp nhất để cứu con. Không có nơi nào cao cấp hơn trên thế giới này. Ngày mai này cái ông người Đài Loan cũng về đây ông chữa nè. Chứ không phải là người Việt Nam quốc tịch Đài Loan, mà chính là người Đài Loan về đây phải chữa ung thư. Vậy thì con đã đến đây rồi là cái nơi mà gọi là cái nơi mà làm cho gia đình con, vợ con của con nó bằng lòng vô cùng. Khi con có chết nó vẫn vui vẻ, vì nó không còn hối hận, vì nó không đưa ba con nó đi đến nơi này được. Và chắc khẳng định với con, đây là cái nơi cao cấp nhất ở trên thế giới này, chứ không phải trong đất nước Việt Nam, để chữa cái bệnh này. Là đây là nơi cao cấp nhất. Con đã gặp được các vị thầy này là những người mà cao cấp nhất trên thế giới này để cứu con. Mà nếu cứu con không được nữa thì con hãy bình yên mà ra đi nha. Và vợ con của con cũng vui vẻ mà tiễn đưa con về lòng đất mẹ. Vì cha nói với con đây là nơi cao cấp nhất. Trên thế giới này không có chỗ nào cao cấp hơn hết. 196 quốc gia, không có chỗ nào cao cấp hơn chỗ này. Tuy rằng con nhìn ra ruộng nương đất đai vậy đó, nhưng mà nơi này là nơi cao cấp nhất. Vì đây là cha chữa bệnh cho con bằng công nghệ nano nha. Đây là công nghệ cao cấp nhất trên vũ trụ này. Không có chỗ nào có công nghệ này cả. Rồi, vậy nghe cha nói vậy là hết lời rồi nha. Cuối cùng xin mời mọi người đứng lên đọc kinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các ảnh linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt Đức. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Bây giờ sư thầy đưa bệnh nhân vô tới phòng khám, rồi sư thầy hết nhiệm vụ nhé. Rồi xin cảm ơn. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Xin thay